Cái đang xin chào tất cả quý vị chị và con cô bác cùng thể mọi người. Đấy giờ bán xe cam kết nhiều đấy, anh em bảo là nếu mà sai xuống đây cho gè cái chân thì là gè cái chân em luôn rồi. Quý vị chị và con nào anh em mình xuống xem xe mà nếu mà nó tả khoảng tầm 100% anh em tả được 99% thì thôi tha cho em nhé. Hôm nay em về một con Nissan Sunny đời 2019 số tự động, xe đẹp nhức lách, một chủ từ mới, ông gọi đi mua ở Yên Bái. Hôm nay về làm sơn đánh bóng xong rồi thì quý vị anh chị nào anh em mình xuống xem xe một dòng xe số tự động. Chả góp được, chỉ khoảng anh quay khoảng tầm 130 thôi. Này anh em mình lấy mẫu này về đi gia đình. Số tự động, động cơ 1.5, dòng xe siêu tiết kiệm nhiên liệu với động cơ 1.5 thương hiệu của Nissan, xe Nhật. Mang lớp sơn màu trắng, sơn zin, keo chỉ thân vỏ zin, có tỉa một chỗ đánh bóng cả xe. Ở chiếc xe này thì khả năng cam kết bảo hành cho bà con luôn. Nếu mà anh em mà nói sai mà không đúng như mô tả đấy, xuống anh em mình đập nốt cái chân bên này. Quý vị chị và con là anh em đi qua để lại cho khả năng xin một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ kênh nhé. Khả năng chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Để chúng ta cùng đi vào review chi tiết cái chiếc xe này để anh cầm cho. Đấy. Với lớp sơn thì nó là mang nước sơn màu trắng thì nó rất là gọn gàng, đẹp đẽ. Các bác nhìn này. Đấy, nhìn rất là nét luôn. Và xe thì nó được mẫu sơn cổ lỏ thì rất là nét các bạn. Keo chỉ zin hết, đèn pha là theo xe. Gầm bệ chắc chắn, nói chung là dòng Sunny đi còn chắc hơn cả Vios các bạn. Máy của nó bền lắm, bền và lành, tiết kiệm nhiên liệu. Với động cơ 1.5 dòng này nó chỉ tiêu hao tầm khoảng khuôn xem nào, 6 lít đến 7 lít trên 100 km hỗn hợp thôi, mặc dù số tự động các bác nhé. Về form dáng thì Sunny nói thật các bác không đẹp bằng Vios và với Accent, nhưng mà đổi lại thì cái độ bền và cái giá thành của nó quá rẻ. So với những mẫu xe khác thì nó rẻ hơn khoảng gần 100 triệu đồng các bác nhé. Nếu mà con Vios G đời 2019 anh em mình mua thì nên quanh khoảng tầm 440-430, tùy theo xe đẹp, đẹp xấu như khác nhau. Ví dụ con xe đẹp thì nó đắt hơn một chút là chuyện bình thường. Còn xe xấu thì nó cũng vừa là tầm hơn 400 rồi. Đấy, quý vị chị bà con nào anh em mình quan tâm đợi anh em mình qua cửa hàng, anh em mình xem xe liên hệ với em Đăng qua số điện thoại 0326062789. Về tổng thành của chiếc xe thì các bác có thể nhìn thấy xe này, nó led căng luôn, không hề có đâm đụng va chạm gì cả. Keo chỉ zin cả bộ, toàn bộ xe là keo chỉ zin hết. Nội thất nó đẹp sáng bóng như mới các bác nhé. Ghế da đặc biệt vẫn còn theo xe. Dòng này đi xe người chủ xe người ta đi mấy được có mấy vạn thôi nên là nó rất là mới. Và ốc cửa các bác nhìn thấy ốc khóa cửa kìa. Đấy. Nhìn mới tinh luôn mà bên chấm sơn còn nguyên. Nói chung với cái dòng xe gia đình như này anh em mình mua rất là an tâm. Và chiếc xe này thì tư nhân một chủ từ đầu nhé. Em mua chính tên chính chủ, anh chị người có nhà sàn lắm rồi em quay vào đấy. Anh em nào ưng chiếc này được thì em có hỗ trợ làm trả góp cho anh em. Với cửa tiền anh quanh chỉ khoảng 130-150 thôi. Còn nếu anh em chạy thẳng chỉ có 340 thôi thì anh em mình sẽ được hỗ trợ sang tên đổi chủ các bác ạ. Đấy, cái độ bền của dòng Sunny này nó còn bền hơn cả Vios nhé. Bàn đạp chân phanh chân ga còn rất là đẹp. Củ số led căng, không một vết xước. Đó. Máy số thân vỏ em cứ bao zin cho bà con các anh chị, nó xước sát mất méo thì mà một chút thì anh em mình bỏ qua cho em. Còn lại là chất lượng xe cộ thì em cứ đảm bảo cho bà con một văn bản luôn. Xe đẹp. Mà sang ngoài đô thị nó chỉ tầm khoảng dưới 5 lít các bác nhé, nhưng mà kết hợp nó tầm khoảng 6 lít thôi, siêu tiết kiệm. Về độ rộng của dòng Sunny này thì không có nào rộng bằng nó. Phần khúc hạng B nó rộng nhất, nó rộng như con gì luôn, như con Camry luôn. Và chỗ ngồi đằng sau thoải mái, có dàn điều hòa sau cho anh em mình ngồi chóng mát hơn rất là nhiều. Đời 2019 số tự động mà rẻ bằng cái con, còn rẻ hơn cả con Vios với con Accent số sàn và đủ. Tội gì mà anh em mình lấy con Vios, lấy con Accent mà không lấy cái con Sunny này. Các bác nhìn này, em cứ bảo hành cho bà con test hãng sai 1-100 luôn. Đấy, nó nét cực kỳ luôn. Rất tiếc là cái ốp đằng sau này thì cái bằng nỉ đấy thì chủ xe người ta làm ướt nên là nó mục mất ra rồi. Thì bọn em vứt đi, em mua cái phần bằng nhựa đẹp cho các bác để cho nó đẹp, nó trắng cái cốp này cho nó gì. Đồ đạc phụ tùng theo xe đầy đủ các bạn, sơn zin nòng trong zin hết. Nói chung là số khung số máy và cái giấy tờ sang tên đổi chủ bọn em là đã rút từ ngân hàng ra rồi nên anh em mình về sang tên đổi biển rất là nhanh. Đấy. Xe đẹp không lỗi, để đầy đủ máy cho. Đấy các bác nhìn này. Về chiếc xe này thì xe đi chuẩn có lanh quanh khoảng 7 vạn thôi các bác nhé. Chuẩn 7 vạn thôi nên là nó chỉ tiêu hao tầm khoảng khuôn 6 lít xăng. Sau đó là cái độ bền của dòng này đấy anh em cứ đi khoảng tầm khuôn 5-60 vạn bắt đầu mới tính đến việc vệ sinh máy rồi làm máy nọ kia, doang nọ doang kia. Nhưng con này mới được có 6 vạn, 7 vạn, thế này các bác đi khoảng 10 năm nữa không phải suy nghĩ các bác nhé. Gương kính chỉnh điện này, bản này là bản premium các bạn nên là nó rất là đẹp. Đấy, mở cửa ra thì quên mất không quay cái mở cửa ra cho nó có sáng đèn luôn. Đây em sẽ mở khoang máy cho các bác xem nhé. Về khoang máy động cơ thì với động cơ 1.5 thì nó zin từ mặt dàn cò luôn, keo chỉ zin hết mà. Đây này các bác nhìn khoang máy này, nhìn thực sự led luôn các bác nhé, không thể chê được. Ốc cabo chưa mở, chưa hạ các bạn, cabo chưa hạ, chưa mở luôn. Lòng trong này em có vệ sinh qua một chút rồi nhưng mà máy nó lổ quá êm.
không nghe một tí tiếng động nào luôn. Đấy. Đầu đàn sắp xi, tai đèn, mặt dàn cò là keo dàn cò còn nguyên hết, chưa hề ra. Và dòng Sunny này em đảm bảo các bác là nếu anh em đã đi rồi, anh em sẽ biết là máy của nó còn bền hơn cả Hyundai Accent và Toyota Vios các bạn. Độ bền cực kỳ cao luôn. Form dáng thì đầu năm 2019 này thì cuối năm 2019 là nó lên form mới rồi. Nhìn con xe nó cũng rất là đẹp, không phải là cái form cũ như ngày xưa nữa. Nên mà giá tiền thì nó rẻ như một con Vios số sàn. Mà chênh với số tự động của Accent Vios khoảng tầm 100 triệu đồng, anh em mình cảm thấy hợp lý được. Em có bảo hành cho bà con chiếc này máy móc gần 1 năm luôn, cho bà con các anh chị thoải mái nhé. Vì rất là tự tin, xe rất là đẹp, bán chưa có một khách hàng nào khách kêu mà em ơi Sunny của em đi chán lắm, chưa bao giờ luôn. Riêng con Sunny là đi sướng hơn cả Vios các bác nhé. Và giá tiền của nó rất là rẻ. Khả Năng Ô Tô chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Quý vị chị bà con nào, anh em mình quan tâm có thể liên hệ trực tiếp Khả Năng qua số điện thoại 0326062759. Khả Năng chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn mọi người trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.